Trong tuần trước chúng ta đã bắt đầu với các cái dạng toán liên quan đến cái chương không gian vector, và chúng ta đã làm xong cái dạng toán thứ nhất, đó là xét xem một cái tập hợp V khác rỗng với hai phép toán cộng và nhân được định nghĩa trước có phải là một không gian vector hay không. Thì chúng ta có ôn với nhau rằng là muốn thỏa mãn một cái không gian vector thì hai phép toán cộng và nhân đó phải thỏa 8 tiền đề, trong đó có 4 tiền đề của phép toán cộng và 4 tiền đề của phép toán nhân. Thế sau đó thì chúng ta có nêu ra một số cái không gian vector đặc biệt mà thường gặp trong khi làm toán, chẳng hạn như là không gian vector RN, tức là cái không gian vector mà mỗi vector là một cái bộ n số thực với cái trường k là trường số thực. Không gian vector CN, tức là cái không gian vector chứa các cái vector là các cái bộ số phức n thành phần mà cái trường k là r. Rồi chúng ta cũng có nói đến cái không gian vector CNC, tức là không gian mà mỗi vector của nó là một cái bộ n số phức, nhưng mà cái trường k là trường số phức. Thì chúng ta biết rằng là còn có nhiều cái không gian vector đặc biệt nữa, ví dụ như là không gian vector tập hợp tất cả những cái ma trận vuông với phép toán cộng và nhân được định nghĩa là cộng và nhân như trên cái cộng và nhân của các cái ma trận, hay là không gian PNX, tức là không gian các cái đa thức bậc không quá vượt qua n với cái biến là x. Thế hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục xét xem dạng toán số 2, tức là cái dạng toán mà xem là một cái tập con omega v kép của một không gian vector V cho trước có phải là không gian vector con của không gian vector V hay không. Để xét xem cái v kép có là không gian con của không gian vector V hay không thì chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất đó là chúng ta dùng định nghĩa. Chúng ta nhớ lại là nếu v kép khác rỗng là một cái tập con của không gian vector V, nếu như cái v kép này kết hợp với hai phép toán cộng và nhân mà đã được định nghĩa trong không gian vector V đó, nó hợp thành ra một cái không gian vector, tức là các phép toán cộng và nhân được định nghĩa trong không gian vector V bây giờ thu hẹp lại trong cái v kép nó cũng thỏa được 8 cái tiền đề của không gian vector, tức là v kép cũng là không gian vector đó, thì người ta nói v kép là không gian vector con của không gian vector V. Đó là định nghĩa. Ta nói tập con v kép khác rỗng của không gian vector V là không gian con của V khi bản thân cái v kép với hai phép toán cộng và nhân được định nghĩa trên V cũng là một không gian vector. Đó là cách thứ nhất dùng định nghĩa. Cách thứ hai là chúng ta có một cái định lý như sau. Một cái tập con v kép khác rỗng của không gian vector V, nó là không gian con của không gian vector V khi mà nó thỏa được một trong hai cái điều kiện sau đây các em này. Nếu chúng ta lấy bất kỳ xi nào thuộc v kép và với mọi m thuộc trường k, thì nếu có một trong hai điều sau đây được thỏa mãn thì v kép sẽ là không gian vector con. Điều thứ nhất đó là mx thuộc v kép, tức là x thuộc v kép và với mọi m thuộc trường k thì mx cũng là một vector trong v kép. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là nếu xi thuộc v kép thì x cộng y, cái tổng này cũng thuộc v kép. Thỏa hai điều này thì v kép là không gian vector con của không gian vector V. Ta có thể dựa vào điều kiện số 1 này để chứng minh rằng v kép là một không gian vector con của không gian vector V thay cho định nghĩa. Có cách thứ hai nữa, cũng trong định lý này, nếu thỏa được cái điều kiện số 2 này, điều kiện mx cộng y cũng thuộc v kép, lấy bất kỳ xi thuộc v kép và với mọi m thuộc trường k mà nếu mx cộng y thuộc v kép thì lúc đó ta cũng có quyền kết luận rằng v kép là không gian
vector con của không gian vector V. À, như vậy thì ngoài cái định nghĩa thì chúng ta có thể chọn một trong hai cái điều này trong định lý để chứng minh V kép là không gian con. Ví dụ thứ nhất, chứng minh rằng V kép là không gian con của không gian P2X. P2X tức là không gian các cái vector mà mỗi vector nó là một cái đa thức ẩn là x bậc không vượt qua 2. V kép là tất cả những cái vector U, U đây là đa thức, có dạng là AX bình phương cộng BX cộng C với A cộng B cộng C bằng 0. Người ta hỏi V kép này có phải là không gian con của P2X hay không? Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Hoặc là chúng ta dùng định nghĩa kiểm tra lại 8 cái tính chất, 4 tính chất của phát toán cộng và 4 tính chất của phát toán nhân. Còn nếu không thì chúng ta dùng định nghĩa, dùng định lý, dùng một trong hai cái điều kiện của định lý đã nêu vừa rồi đó. Thế bây giờ chúng ta thử dùng định lý ha. Định lý là thế này, nếu lấy U1 thuộc V kép, U2 cũng thuộc V kép. U1 thuộc V kép, U2 thuộc V kép. Mà nếu ta chứng minh được như thế này nè, U1 cộng U2 cũng thuộc V kép. Và lấy bất kỳ M nào trên trường số thực mà M nhân với lại U cũng thuộc V kép. Hai điều đó đủ kết luận V kép là không gian con. Đó là điều kiện số 1. Hoặc là dùng cái điều kiện số 2 là chúng ta chứng minh rằng là lấy U1 thuộc V kép, U2 cũng thuộc V kép mà MU1 cộng U2 thuộc V kép thì V kép là không gian con. Chúng ta thử điều kiện thứ nhất trước đi. Lấy U1 thuộc V kép và U2 thuộc V kép thì chúng ta có điều gì nè? Thế theo định nghĩa của cái V kép này các em nè, thì nếu U1 thuộc V kép thì U1 nó sẽ có dạng là một cái đa thức A1x bình phương cộng B1x cộng C1. Nhưng mà trong đó phải có cái điều kiện là tổng ba cái hệ số này là bằng 0. Có nghĩa là chúng ta có A1 cộng B1 cộng C1 bằng 0. U2 nó cũng thuộc V kép cho nên cũng tương tự, ta có U2 thì bằng A2x bình cộng B2x cộng C2. Mà với điều kiện là A2 cộng B2 cộng C2 bằng 0. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Chúng ta đi chứng minh rằng là U1 cộng U2 nó cũng thuộc V kép. Tức là chứng minh rằng U1 cộng U2 nó cũng có dạng là AX bình cộng BX cộng C mà tổng của ba hệ số bằng 0. Thế chúng ta cộng lại thôi. Lấy U1 cộng U2, ở đây tôi đặt nhân tử chung. Đặt X bình phương nhân tử chung thì có phải là trong này là A1 cộng A2 không? Chúng ta có A1 cộng A2. Rồi X thì sao? Thì lấy B1 cộng B2. Chúng ta có hệ số của X là B1 cộng B2. Còn hằng số thì chúng ta có C1 cộng C2. Rồi. Như vậy thì rõ ràng là U1 cộng U2 nó có dạng là alpha x bình phương cộng beta x rồi cộng gamma. Nó ra một cái dạng giống như bậc hai, hình dáng bậc hai như vậy đó. Thế bây giờ chứng minh rằng U1 cộng U2 thuộc V kép, có nghĩa là chúng ta đi chứng minh rằng tổng ba hệ số này bằng 0. Chúng ta lấy ba hệ số cộng lại. Lấy A1 cộng A2 tức là hệ số thứ nhất cộng với hệ số thứ hai là B1 cộng B2 cộng với hệ số thứ ba C1 cộng C2. Ta cố gắng chứng minh tổng này bằng 0. Ta nhóm lại. A1 cộng B1 cộng C1 ta để chung với nhau. A2 cộng B2 cộng C2 để chung với nhau. Thế do giả thiết là A1 cộng B1 cộng C1 thì nó bằng 0. A2 cộng B2 cộng C2 nó bằng 0. Vậy là cái này là 0 cộng 0. Cho nên cái tổng này là số 0. Mà tổng này bằng 0 có nghĩa là tổng ba hệ số của cái U1 cộng U2 bằng 0. Mà nếu như vậy thì ta suy ra rằng là U1 cộng U2 thuộc cái V kép. Như vậy là chúng ta chứng minh được xong một điều. Thế cái điều tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì nè? Chúng ta sẽ chứng minh rằng là nếu ta lấy U thuộc V kép và với mọi M thuộc R thì chúng ta phải có M nhân U cũng thuộc V kép. Có đúng như vậy không? Đây, ta lấy U thuộc V kép. Thế ta suy ra gì nè? Nếu nó thuộc V kép thì nó phải có dạng là AX bình phương cộng BX cộng C, trong đó tổng ba hệ số bằng 0. Chúng ta suy ra rằng MU bằng M nhân U
với mọi m thuộc cái trường R, thì m nhân u, tức là lấy m nhân m, thì ra là max bình cộng mbx cộng mc. Đó. Bây giờ muốn chứng minh m nhân u này thuộc V kép thì ta đi chứng minh rằng tổng ba hệ số của cái vector MU này nè nó bằng 0. Ta kiểm tra điều đó. Thì tổng ba hệ số của nó tức là MA cộng MB cộng MC. Đấy. Chúng ta đặt M làm nhân tử chung. Ta được là A cộng B cộng C. Nhưng mà giả thiết là A cộng B cộng C thì bằng 0 bởi vì U này thuộc V kép. Như vậy là chỗ này là số 0. M nhân 0 thì nó ra số 0. À như vậy chúng ta đã chứng minh được rằng là cái vector MU đây là đa thức đấy, nó có tổng ba hệ số này bằng 0. Vậy ta có quyền kết luận rằng là cái MU này nó thuộc về kép, đúng chưa? Vậy là chúng ta chứng minh được hai điều rồi. Chứng minh được là nếu lấy bất kỳ U1, U2 nào thuộc về kép thì tổng của nó cũng thuộc về kép. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta cũng chứng minh được rằng là với mọi U thuộc về kép và với mọi M thuộc cái trường K, K là R, thì ta chứng minh được M nhân U cũng thuộc về kép. Vậy thì từ hai điều này đủ để cho ta kết luận rằng là V kép là một không gian vector con của P2X. Cho nên chúng ta nói như thế này, V kép là không gian con của P2X. Đó là chúng ta dùng định lý. Trong định lý thì nó có như là định lý 1 và định lý 2. Định lý 1 là chứng minh hai điều kiện mà như chúng ta vừa làm. Còn nếu mà dùng định lý số 2 thì chúng ta chứng minh một điều thôi. Chúng ta chứng minh rằng lấy bất kỳ U1, U2 nào thuộc V kép và với mọi M thuộc cái trường K thì chúng ta phải có M U1 cộng với U2 thuộc V kép. Chúng ta thử cách đó xem như là cách thứ hai. Đây, đây là cái nội dung chúng ta cần chứng minh. Đây là cái điều thứ hai đó các em, định lý số 2 với mọi M thuộc R, lấy bất kỳ U1, U2 thuộc chúng ta chứng minh MU1 cộng U2 thuộc V kép, ở đây là V kép. V kép. Chúng ta lấy U1 thuộc V kép và U2 thuộc V kép. Thế theo định nghĩa V kép thì chúng ta có điều gì nè? Nếu U1 thuộc V kép thì U1 có cái dạng như bậc hai thế này đây. A1x bình cộng B1x cộng C1, trong đó tổng ba hệ số của nó bằng 0. Thế U2 thì sao? Cũng vậy luôn, nó có dạng, ta xem là bậc 2 đi ha. AX bình phương cộng BX cộng C có dáng dấp bậc 2, chưa chắc bậc 2, A2 có thể bằng 0, dáng dấp bậc 2 như thế này. Trong đó tổng ba hệ số bằng 0. Và với mọi M thuộc R, chúng ta phải cố gắng chứng minh điều này. MU1 cộng U2 cũng thuộc V kép. Tức là phải chứng minh rằng MU1 cộng U2 cũng có cái dạng bậc 2 mà tổng ba cái hệ số của nó bằng 0. Thế chúng ta tính cái này như sau: MU1 chúng ta lấy M nhân với U1 để cộng với U2 và đặt x bình phương nhân tử chung, đặt x nhân tử chung, hằng số chúng ta để chung với nhau. Thế em thấy nè, khi cộng như vậy thì MU1 thì hệ số bậc 2 là bao nhiêu nè? MU1 nhân cho M đây tức là MA1, rồi cộng với U2 là cộng với cái hệ số bậc 2 là A2. Như vậy thì trong này là hệ số bậc 2 nè của cái MU1 cộng U2 có phải là MA1 cộng A2 không? Đúng rồi ha. Còn hệ số của x thì sao các em ha? Thì mình nhân M cho U1 cho nên hệ số x được là MB1 ở phía trên đó. Ở phía dưới này là cộng B2. À như vậy thì hệ số của x ở đây là MB1 cộng B2. Rồi. Hằng số thì sao? Thì nhân đấy, MC1 cộng C2. Được chưa? Bây giờ muốn chứng minh MU1 cộng U2 thuộc V kép, chúng ta chứng minh cái gì nè? Chúng ta phải chứng minh là tổng ba cái hệ số của cái đa thức này bằng 0. Đây là hệ số thứ nhất, MA1 cộng A2 cộng với hệ số thứ hai là MB1 cộng B2. Đó. Hệ số thứ ba là MC1 cộng C2. Được chưa? Chứng minh cái tổng này bằng 0. Làm sao? Đặt nhân tử chung đi. Đặt M nhân tử chung, chỗ này có A1 cộng B1 cộng C1. Còn cái A2, B2, C2 chúng ta để chung với nhau. Thế mình có là A1 cộng B1 cộng C1 thì bằng 0, giả thiết cho. Do cái U1 nó thuộc V kép đó.
Rồi. A2 cộng B2 cộng C2 cũng bằng 0 do U2 thuộc V kép. Như vậy chỗ này là M nhân 0 cộng với 0 nè. À, bằng 0. Ta vừa chứng minh được tổng của ba cái hệ số của vector MU1 cộng U2 nó bằng 0. Rồi, đủ. Kết luận rằng là MU1 cộng U2 thuộc V kép. Đúng chưa? Mà có điều này thì theo định lý số 2, chúng ta nói rằng là V kép là không gian con của cái P2X. À, các em thấy là như vậy là trong ví dụ 1 này chúng ta đã sử dụng hai cái phương pháp của cái định lý, coi như là định lý 1 với định lý 2 đi, để chứng minh một cái tập hợp con V kép của cái không gian P2X, đó là không gian con của P2X. Thì tùy các em thôi, mình vận dụng cho nó thành thạo. Ví dụ như là cách thứ nhất các em thì mình phải chứng minh hai điều, là chứng minh rằng U1 cộng U2 thuộc V kép và chứng minh MU thuộc V kép, hai điều. Thì chứng minh hai điều thì nó hơi dài, nhưng mà nó đỡ cái là cứ mỗi điều thì nó ngắn. Còn nếu không thích như vậy thì chúng ta chứng minh chung một điều luôn, MU1 cộng U2 thuộc V kép, đều được hết ha. Giờ chúng ta thử xem xét thêm một ví dụ nữa. Ví dụ thứ hai, cho V kép là tập hợp tất cả những cái ma trận vuông cấp 2 có cái dạng như trên bảng, trong đó M thuộc R. Câu hỏi là cái V kép này là không gian con của cái không gian M2R khi và chỉ khi bốn phương án M tùy ý, M thuộc rỗng tức là không có M nào cả đó các em, hoặc là M lớn bằng 0 hoặc là M bé hơn 0. Xin nhắc lại với các em rằng là cái M2R nó là không gian vector mà chứa tất cả những cái ma trận vuông cấp 2, mà các con số của nó, các cái thành phần, các cái phần tử trong ma trận đó đó, ma trận vuông cấp 2 đó là những số thực. Thế thì V kép là tập con của cái M2R này. Nó chứa những cái ma trận mà có dạng là 1M00, trong đó M là số thực. Thì bây giờ cái tập hợp này nè, với hai toán cộng và nhân được trang bị trong M2R, tức là cộng các ma trận và nhân là nhân một số với một ma trận đó, thì nó sẽ lập thành một cái không gian con của M2R khi nào? Phương án nào trong bốn phương án này đúng? Thế thì chúng ta hiển nhiên là có thể dùng cái định lý như vừa rồi để kiểm tra xem rằng là khi nào, giá trị nào của M thì làm cho V kép nó thành là không gian con của M2R. Em dùng cái điều kiện 1 tức là định lý 1 cũng được, hoặc điều kiện 2 tức là định lý 2 cũng được. Nhưng đôi khi mình dùng định nghĩa nó lại mau. Khi dùng định nghĩa đó thì cái chúng ta thường ngại như thế này nè, dùng định nghĩa muốn kiểm tra xem một cái tập con V kép có phải là không gian con của một không gian vector V hay không á, thì chúng ta phải kiểm tra lại 8 cái điều kiện, trong đó có 4 điều kiện của toán cộng và 4 điều kiện toán nhân. Chúng ta sợ rằng là kiểm tra 8 điều kiện nhiều khi nó lâu quá, trên thường chúng ta dùng định lý. Tuy nhiên đôi khi sử dụng cái định nghĩa, đặc biệt là trong trường hợp chứng minh không phải là không gian con, thì lại hay. Tại vì sao vậy? Bởi vì mình chỉ cần lôi ra một trong 8 điều kiện đó, mình chứng minh là nó không thỏa thì không phải là không gian con. Muốn là không gian con thì phải thỏa cả 8 điều kiện như vậy. Bây giờ không thỏa ít nhất một trong 8 điều kiện đó thì không phải là không gian con. Cho nên lôi ra một điều kiện thì nhiều khi chứng minh nó cũng dễ các em. Tôi lấy ví dụ như bài này, thi trắc nghiệm như vậy là tốt lắm. Chúng ta có thể thấy ngay là cái V kép này nè không phải là không gian con của M2R. Các em có nhận ra được không? Tại sao như vậy? Tại sao mà nó không phải là không gian con? Chúng ta biết rằng là nếu V kép muốn là không gian con thì bản thân nó là một không gian vector. Mà muốn là không gian vector thì nó phải chứa phần tử không trong đó. Đúng chưa? Phần tử không ở đây đó, trong cái M2R, phần tử không tức là ma trận vuông cấp 2 mà là ma trận không. Ma trận không.
gồm có hai dòng hai cột, tất cả đều là số 0. Muốn là không chấm vectơ thì phải chứa phân tử không. Nhưng em thấy là cái v kép này có chứa phân tử không hay không? Rõ ràng là không chứa phân tử không. Dù cho em mệt là lấy cái số nào đi nữa thì trong cái ma trận A của chúng ta đó, tất cả các cái ma trận mà trong cái v kép này nè, cái phần tử A11 của nó là số 1, nó luôn luôn là số 1, nó không phải là số 0. Vậy thì rõ ràng là không chứa phần tử không. Không chứa phần tử không thì làm sao mà là không gian vectơ được? Không phải là không gian vectơ theo định nghĩa đó, không phải là không gian vectơ con. Các em thấy không? Dùng định nghĩa trong trường hợp này lại hay. Đó, phải linh hoạt. Như vậy thì trong trường hợp này ta kết luận như thế nào? Ta nói là vì v kép không chứa cái phần tử không, cho nên chọn phương án B. Không có m nào, m thuộc rỗng tức là không có m nào làm cho cái v kép này là không gian con của m2r. Ví dụ 3, tôi lấy lại gần giống như hồi nãy, v kép là tập hợp tất cả những cái ma trận vuông cấp 2 có dạng như thế này đây, trong đó m là số thật. Câu hỏi vẫn là v kép là không gian con của m2r khi nào? Bốn phương án như hồi nãy, m tùy ý, m thuộc rỗng, m lớn bằng 0, m nhỏ hơn 0. Gần giống như cái ví dụ vừa rồi đúng các em. Và ví dụ vừa rồi á, thì mình nói rằng là cái v kép của mình không phải là không gian con của m2r, bởi vì mình nhìn vô mình thấy là không có chứa phần tử không. Thế còn trong trường hợp này nè, các em biết là cái v kép này cũng không phải là không gian con luôn. Vì sao? Nó có chứa phần tử không không? Có. Có, em cho m bằng 0 thì cái A của mình là 0, 0, 0, 0, phần tử không có. À, nó cái lỗi của nó không phải là cái lỗi vừa rồi. Không phải là vì nó không chứa phần tử không. Nó có chứa phần tử không. Cái V kép mà trong ví dụ 3 này đó, có chứa phần tử không. Vậy cho nên nó mâu thuẫn, nó bị vi phạm cái điều nào. Thì chúng ta nhớ lại là trong bốn cái điều kiện của cái tổng cộng á, nó có cái điều kiện là gì? Tức là mọi cái phần tử trong V kép đều có phần tử đối của nó. Mọi x thuộc V kép phải tồn tại cái trừ x để cho x cộng với trừ x là phần tử không. Thế em thấy chỗ này nó là em bình phương. Vậy là không có phần tử đối rồi. Ví dụ như mình chọn cái vector A của mình là 0, 1. Cho em là 1 đi ha. 0, 1, 1, 0. Thì 0, 1, 1, 0 cộng với lại ma trận nào ra ma trận không? Chịu. Tại vì chỗ này nè, cái ma trận nào mà thuộc V kép thì chỗ này cũng là số lớn bằng 0. Mình mà chọn M khác 0, tức là chỗ này là số dương. Số dương thì bây giờ chỗ này là ví dụ đây số 1, thì bây giờ muốn ra số 0, cộng với một ma trận khác mà để chỗ này là số 0, thì chỗ đó phải là trừ 1. Nhưng mà chỗ cái ma trận vuông gấp 2 nào mà cái chỗ này là trừ 1 nè, thì đâu có thuộc V kép. Trừ 1 đâu có phải là bình phương số nào đâu. Vì M thuộc R mà. Các em thấy chưa? Như vậy thì trong trường hợp này nè, sẽ có những cái phần tử trong V kép này không có phần tử đối. Vậy thì nó không thỏa được một trong 8 cái tiên đề của không gian vectơ. Vậy thì nó không phải là không gian vectơ. Bản thân V kép không phải là không gian vectơ. Mà nếu như vậy thì nó đâu phải là không gian con. À, chúng ta dùng định nghĩa trong trường hợp này giống như ví dụ 2, rất hay luôn, để giải quyết những bài toán trắc nghiệm như thế này. Chứng minh rằng là không phải không gian con. Lôi định nghĩa ra, chỉ cho họ thấy rằng là có ít nhất là một cái điều kiện nào đó bị vi phạm. Nó không phải là không gian con. Đó. Như vậy là ở đây chúng ta chọn phương án nào các em ha? Vẫn là phương án B, không có giá trị nào của M cả. Ví dụ 4, chứng minh rằng V kép sau đây là không gian con của R3. V kép là tập hợp tất cả những cái bộ số x1, x2, x3 thuộc R3 đó, thỏa điều sau đây. X1 cộng x2 bằng 0 và 2x1 cộng 3x2 trừ x3 bằng 0. À, từ ví dụ số 4 này
Thì tôi muốn giới thiệu với các em một số không gian vector con đặc biệt. Mà đầu tiên trong ví dụ 4 này đó là không gian vector, là tập hợp tất cả các cái nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Các em thấy hệ đã được cho đó, đó là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, bởi vì bên tay phải nó cái cột hằng số tự do là số 0 đó. Thì tập hợp tất cả những cái nghiệm của cái hệ phương trình như thế này đó, nó sẽ lập thành một cái không gian vector con của không gian vector RN, mà ở đây là R3 đó các em. À, chúng ta sẽ chứng minh cái điều này trong cái ví dụ này nè, chứng minh cụ thể thì chúng ta tổng quát hóa lên, chúng ta ghi nhớ luôn. Bây giờ tôi sẽ diễn đạt lại cái V kép này, nó là tập hợp chứa những cái x như thế nào. À, thỏa cái hệ này tức là chứa những cái x như thế nào, tức là chẳng qua tôi đang đi tìm cái nghiệm của hệ phương trình này. À, thì muốn giải hệ phương trình này thì có hai cách giải, hoặc là chúng ta dùng tổng quát một cách là để giải một cái hệ phương trình tuyến tính á, thì chúng ta hoặc là dùng Gramer hoặc là dùng phương pháp Gauss. Nhưng mà trong trường hợp này thì do cái số phương trình với số ẩn nó không giống nhau, cho nên buộc lòng chúng ta phải dùng phương pháp Gauss. Muốn như vậy thì chúng ta sẽ lập cái ma trận hệ số mở rộng ra, rất quen thuộc của chúng ta, ma trận hệ số mở rộng A ngang. Thì chúng ta có nè, dòng thứ nhất của nó tức là 1 1 0 0, đây 1 là hệ số x1, 1 thứ hai là hệ số x2, 0 thứ ba này tức là 0 x3 đó, còn cái 0 đây là cái 0 bên tay phải này nè. Dòng thứ hai của nó sẽ là gì nè, 2 3 trừ 1 0, đúng chưa? À, bằng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, chúng ta đưa A ngang về mặt trận bậc thang. Muốn như vậy thì chúng ta sẽ lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1, chúng ta được dòng 1 để nguyên. À, khi lấy dòng 2 mà trừ đi 2 lần dòng 1 thì chúng ta được kết quả như sau. Đây là 0, đây là 1, trừ 1, 0. Ví dụ như cái chỗ này số 0 là bởi vì lấy 2 mà trừ đi 2 lần số 1 thì ra số 0. Ví dụ như cái chỗ này vì sao là số 1 thì lấy 3 mà trừ 2 lần số 1 này, tức là 3 trừ 2 là 1. Tương tự cho hai con số này. Và đây nè là bậc thang rồi. Rồi, thế từ cái bậc thang này thì sao? Thì chúng ta sẽ viết ra một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà tương đương với cái hệ ban đầu này. À, như vậy là chúng ta có là 1x1 cộng 1x2 cộng 0x3 bằng 0, tức là cái phương trình đầu tiên đó. Rồi phương trình thứ hai sẽ là gì nè? Một này là một gì? Một này là hệ số x2. Như vậy chúng ta có x2 trừ x3 bằng 0. Và chúng ta đi giải cái hệ này. Từ hệ này giải dễ thôi các em. Chúng ta có như thế này nè. Đây là cái hệ mà gồm có hai phương trình mà đến ba ẩn. Chúng ta giải từ dưới lên, chúng ta cho x3 là một cái giá trị nào đó, ví dụ do x3 bằng t, t thuộc R. Cái việc làm này rất quen thuộc với chúng ta trong chương 1 các em ha. Rồi mình chuyển vế thì mình được là x2 thì bằng x3, như vậy thì x2 cũng là t. Rồi cầm x2 là t, x3 là t. Thế lên trên, x2 là t chuyển qua. Như vậy x1 là trừ t. Như vậy là chúng ta vừa làm được cái gì nè? Chúng ta vừa làm được cái chuyện là giải cái hệ này ra. Như vậy thì chúng ta sẽ viết lại cái V kép. Cái V kép của chúng ta hồi nãy đó là tập hợp chứa tất cả những cái bộ số x1, x2, x3 mà thỏa mãn cái hệ phương trình tuyến tính. Thì bây giờ thỏa hệ phương trình tuyến tính có nghĩa là x1, x2, x3 chúng ta phải thỏa mãn điều này nè. Như vậy có phải là cái V kép được viết như vậy không? Đó là tập hợp chứa tất cả những cái vector x trong R3 thỏa điều kiện là đây trừ t t t. X1 là trừ t, x2 là t, x3 là t, t thuộc R. Cái x nào trong R3 mà ba thành phần của nó có dạng như vậy nè, x2 x3 bằng nhau, x1 thì bằng trừ hai đứa này, thì nó thuộc V kép. Làm như vậy tức là chúng ta chỉ mới diễn đạt lại cái V kép một cách khác thôi. Hồi nãy V kép là tập hợp tất cả những phân tử x trong R3 thỏa hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Bây giờ sau khi giải rồi thì chúng ta sẽ viết lại là V kép bây giờ là cụ thể hơn, rõ ràng hơn, tức là V kép chứa tất cả những vector x trong R3 mà vector x đó các thành phần của nó phải thỏa mãn điều kiện là thành phần thứ hai, thành phần thứ ba bằng nhau. Thành phần thứ nhất thì bằng trừ là phần tử đối của hai cái phần tử trong cái thành phần thứ hai, thành phần thứ ba. Tức là cái dạng nó là trừ t t với t. Ví dụ như là trừ 1, 1, 1 là thuộc V kép. Trừ 2, 2, 2 là thuộc V kép. 2
trừ hai là thuộc về kép đó, chúng ta mới diễn là đặt làm cái tường minh hơn cái về kép thật, chứ chúng ta chưa chứng minh được V kép là không gian vector con. Bây giờ chúng ta đi làm chuyện này, và để làm chuyện này thì chúng ta sẽ sử dụng định lý. Nào, chúng ta làm như sau. Chúng ta lấy x và y là hai cái phần tử trong V kép. Mà khi em muốn diễn tả là x và y là hai phần tử trong V kép thì em phải diễn tả x và y nó có dạng như thế này. Đấy, trừ t t t hoặc là trừ m. À, nó phải như thế, cái dạng nó phải như thế thì nó mới thuộc V kép. Rồi bây giờ muốn chứng minh V kép là không gian con thì chúng ta chứng minh cái gì nè? Các em nhớ không? Chứng minh rằng là chúng ta lấy bất kỳ số k nào thuộc R, dùng định lý 2. Ta chứng minh rằng là kx cộng y cũng thuộc V kép. Phải chứng minh rằng cái kx cộng y này cũng thuộc V kép. Mà muốn chứng minh kx cộng y thuộc V kép, tức là phải chứng minh kx cộng y cũng là một cái bộ ba con số. À, trong đó thành phần thứ hai thì phải ba bằng nhau, còn thành phần thứ nhất thì đối với hai thành phần kia. Phải làm được chuyện đó. Nhưng trước tiên chúng ta hãy tính kx cộng y cái đã. Lấy k nhân x thì thành phần thứ nhất sẽ là trừ kt cộng với y, tức là cộng với trừ m. Như vậy thành phần ở đây là gì? Trừ kt trừ m. Rồi nhân k vào đây là kt cộng m. Chúng ta được là kt cộng m. Tương tự chỗ này cũng là kt cộng m. Đồng ý không? Thế bây giờ để cho nó dễ nhìn, tôi đặt p là kt cộng m. Đặt như thế này thì có phải ta suy ra rằng là cái kx cộng y của chúng ta đó, chỗ này là trừ p này. Đây p là kt cộng m nghe. Thì chỗ này là trừ p. Chỗ này là p, chỗ này là p. Nhưng khi ta viết kx cộng y có dạng như vậy thì có phải là nếu có dạng như vậy thì nó là một cái phần tử của V kép không? Đây nè, hai phần tử thứ hai thứ ba bằng nhau nè. Phần tử thứ nhất thì đối với hai phần tử này nè. À, như vậy là kx cộng y thuộc V kép. Vậy thì theo định lý số 2, nếu có điều này đủ kết luận là V kép là không gian con của R3. À, các em hiểu không? Chúng ta vừa chứng minh trong một cái trường hợp cụ thể. À, sau này chúng ta nhớ luôn kết quả thế này các em này. Nếu ta gọi V kép là tập hợp nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất đấy các em, n, thì cũng tương tự như ví dụ vừa rồi. Một cách tổng quát, chúng ta có thể chứng minh rằng cái tập hợp nghiệm này nó là một không gian vector con, gọi là không gian con của Rn. Nếu ở đây là n ẩn thì nó là không, cái V kép này là không gian con của Rn. Nếu đây là ba ẩn thì V kép là không gian con của R3. Đó, chúng ta kết luận được là V kép là không gian con của cái không gian Rn. Và bây giờ thì chưa nhắc đâu, nhưng mà sau này một vài tuần nữa thì chúng ta ôn lại cái phần cơ sở và số chiều thì chúng ta biết được luôn là cái V kép này nó là không gian con và cái số chiều của nó là n trừ đi Ra. N là n này các em này, trừ đi Ra, với a là ma trận hệ số của cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà người ta cho mình là các em. À, như vậy là tôi vừa giới thiệu với các em một không gian vector con đặc biệt, đó là không gian chứa tất cả các nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Chúng ta sẽ xem một số cái không gian vector con đặc biệt khác nữa. À, xin mời các em theo dõi tiếp nha. Ví dụ thứ năm, chứng minh rằng nếu U và V kép là không gian của một cái không gian vector V thì U cộng V kép và U giao V kép mà được định nghĩa như trên, nó cũng là không gian con của không gian vector V. U cộng V kép ở đây là tập hợp chứa tất cả những cái phần tử trong V, mà cái phần tử đó có thể tách ra thành tổng hai phần tử là x với y, mà trong đó x thì thuộc U còn y thì thuộc V kép. Còn U giao V kép là tập hợp tất cả những x nào đó mà là các phần tử chung của U và V kép, tức là vừa thuộc U vừa thuộc V kép. Chúng ta chứng minh được rằng là nếu U và V kép là không gian con thì cái tổng này nè cũng là không gian con và cái giao này cũng là không gian con. Và sau này chúng ta nhớ luôn thì đây là không gian tổng và cái không gian giao của hai cái không gian con
trong không gian vector V. Ví dụ như bây giờ chúng ta chứng minh là tại sao mà U cộng V kép là không gian con của V. Thì chúng ta dùng định lý các em. Chúng ta chứng minh cái điều này. Đây là định lý số 2. Chứng minh là lấy bất kỳ M nào thuộc R với mọi UV thuộc cái tổng thì MU cộng V cũng thuộc tổng là xong chứ gì. Các em xem nè. Nếu U thuộc U cộng V kép thì có phải là theo định nghĩa của U cộng V kép thì U này được tách ra là X cộng Y không nè. Trong đó X thuộc gì? X thuộc U. Còn Y thuộc gì? Y thuộc V kép. Đó là định nghĩa của một cái vector, một cái phần tử trong cái tổng này. Và bây giờ nếu mình lấy V thuộc U cộng V kép thì ta cũng có là U được diễn tả bằng tổng của hai phần tử là Z và T. Trong đó Z thì thuộc U, còn T thì thuộc V kép. Đó là định nghĩa. Bây giờ chúng ta muốn chứng minh rằng U cộng V kép này là không gian con thì chúng ta phải chứng minh điều gì nè? Chúng ta phải chứng minh rằng là nếu lấy M bất kỳ trong R thì MU cộng V cũng thuộc cái U cộng V kép. U và V thuộc U cộng V kép thì cái MU cộng V cũng phải cái thuộc cái tổng U cộng V kép. Bây giờ muốn chứng minh điều đó thì phải chứng minh rằng MU cộng V có thể tách ra làm hai cái phần tử, mà một phần tử thì thuộc U và một phần tử thuộc V kép. Bây giờ muốn làm chuyện đó thì trước hết chúng ta phải xem thử MU cộng V nó là cái gì cái đã. Thì MU tức là mình lấy M nhân với X cộng Y cộng VV tức là cộng với Z cộng T, đúng chưa? Chúng ta khai triển ra, tức là MX cộng Z, MX cộng MY nè, rồi cộng với Z cộng T. Và chúng ta nhóm nè, MX với Z chung với nhau, MY T chung với nhau. Nhóm như thế này để làm chi? Bởi vì là X với Z thì thuộc gì? X và Z thì thuộc U. Còn Y và T để chung với nhau vì Y và T là cùng thuộc V kép. Thế do như thế này, do là cái U này nè, họ cho là không gian con rồi, cho nên X mà thuộc U, Z thuộc U thì lúc đó chúng ta có là MX cộng Z phải thuộc U. Cái này thuộc U. Rồi Y và T thì thuộc V kép, mà V kép là không gian con, như vậy chúng ta có MY cộng T cũng phải là không gian con luôn, cũng thuộc cái V kép luôn. Như vậy thì MU cộng V tách ra thành tổng của hai phần tử, phần tử thứ nhất thuộc U, phần tử thứ hai thuộc V kép. Vậy thì chúng ta có thể kết luận được rồi, MU cộng V thuộc U cộng V kép. Và như vậy thì U cộng V kép là không gian con. Được chưa? Dùng định lý số 2. Rồi. Còn U giao V kép thì sao? Chúng ta làm tương tự là lấy U thuộc cái giao này thì theo định nghĩa là U phải thuộc U và U thuộc V kép. Rồi lại lấy V thuộc cái phần giao này thì V cũng phải thuộc cả U lẫn V kép, đúng chưa? Bây giờ muốn chứng minh rằng phần giao này là không gian con thì chúng ta làm sao? Chúng ta lấy bất kỳ U thuộc U nè, em thấy nè, V thuộc cũng thuộc U luôn nè. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì đây? MU cộng V thuộc U. Rồi chúng ta có gì nữa? Chúng ta có U thuộc V kép và V cũng thuộc V kép đây. Thì suy ra điều gì? Suy ra rằng là MU cộng V cũng thuộc V kép. Chúng ta đang định đi làm chuyện này các em này. Lấy U thuộc phần giao, lấy V thuộc phần giao thì lúc đó nếu M tùy ý mà có MU cộng V cũng thuộc phần giao luôn thì U giao V kép là không gian con. Chúng ta đang đi làm chuyện đó. Thì đây này, chúng ta đã chứng minh được là MU cộng V thuộc U nè. MU cộng V cũng thuộc phần giao, cũng thuộc V kép luôn. Vậy có phải là MU cộng V thuộc phần giao không? Vừa thuộc U vừa thuộc V kép thì thuộc cái này. Rồi. Như vậy đủ kết luận rằng là cái phần giao này là không gian con. Và sau này các em nhớ luôn là nếu như mà U và V kép là không gian con của V thì lúc đó cái tổng là không gian con. Cái giao cũng là không gian con. Và xin giới thiệu thêm một cái tổng trực tiếp nữa, tức là tổng rồi nhưng mà khi U giao V kép mà bằng rỗng thì cái U cộng V kép được gọi là tổng trực tiếp và ký hiệu là như thế này. Đó. Các em thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay chúng ta đã cùng nhau làm một số cái ví dụ liên quan đến việc xét xem một cái tập hợp V kép khác rỗng là con của không gian vector V có phải là không gian con của không gian vector V hay không.
và chúng ta đã linh hoạt sử dụng lúc thì định nghĩa, lúc thì định lý thì lúc định lý một, lúc thì định lý hai. Như vậy là qua bài học hôm nay tôi hy vọng rằng là các em sẽ thành thạo hơn trong cái việc sử dụng định lý và định nghĩa để mà làm cái dạng toán số 2 là đi xem một cái tập hợp V-kép có phải là không gian con hay không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái buổi học tuần sau với các dạng toán tiếp theo. Thân ái chào các em.